Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chương trình làm việc ngày 21 tháng 8 tại huyện Mù Căng Chải, đồng chí Lê Minh Hoan, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng đoàn công tác đã có buổi làm việc với tỉnh Yên Bái về tình hình phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh cùng lãnh đạo các sở ban ngành địa phương liên quan. Tại buổi làm việc, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã báo cáo nhanh về tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Yên Bái thời gian qua. Theo đó, cơ cấu kinh tế nông nghiệp có sự chuyển dịch tích cực theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, phù hợp với tiềm năng lợi thế của tỉnh. Tốc độ tăng trưởng ngành nông nghiệp bình quân đạt 4,8% một năm, cao hơn bình quân chung của cả nước. Đến nay, Yên Bái đã phát triển được một số vùng sản xuất tập trung chuyên canh, thâm canh cao, sản xuất quy mô lớn với 10 sản phẩm chủ lực và 10 sản phẩm đặc sản hữu cơ. Đã xây dựng phát triển được 138 sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP. Độ che phủ rừng chiếm 63%, đứng thứ tư toàn quốc. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đạt kết quả nổi bật toàn diện, trở thành điểm sáng trong các tỉnh khu vực Tây Bắc. Đến nay, toàn tỉnh đã có 88 trên 150 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đứng thứ 3 trong 14 tỉnh vùng Trung Du và miền núi phía Bắc. 3 trên 9 đơn vị cấp huyện hoàn thành nhiệm vụ đạt chuẩn nông thôn mới. Trong thời gian tới, trên cơ sở phát huy thế mạnh của tỉnh và từng vùng, tỉnh Yên Bái tiếp tục cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp theo hướng nâng cao hiệu quả, giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Phát triển nông nghiệp đa chức năng gắn với công nghiệp chế biến, thương mại, du lịch nông thôn. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư tỉnh ủy Đỗ Đức Duy khẳng định, xác định phát triển nông lâm nghiệp, thủy sản là trụ đỡ quan trọng của nền kinh tế, Yên Bái đã ban hành nhiều chính sách để hỗ trợ phát triển sản xuất nông lâm nghiệp, thủy sản, phát triển các sản phẩm đặc sản, sản phẩm chủ lực, hỗ trợ liên kết theo chuỗi giá trị, sản xuất nông nghiệp hữu cơ. Qua đó đã góp phần tích cực làm thay đổi tư duy sản xuất của nông dân từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy Đỗ Đức Duy đề nghị Bộ Nông nghiệp có chính sách hỗ trợ thêm nguồn lực giúp huyện Mù Căng Chải xây dựng nông thôn mới, nghiên cứu tham mưu với Trung ương hoàn thiện các chính sách hỗ trợ về phát triển du lịch nông thôn gắn với nông nghiệp, chính sách hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Phát biểu kết luận buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan đánh giá cao triết lý phát triển bền vững theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc của Yên Bái. Đặc biệt, tỉnh đã quan tâm chỉ đạo và có nhiều giải pháp, chính sách để nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân. Bộ trưởng Lê Minh Hoan cũng cho biết, những năm qua, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành nhiều chính sách để hỗ trợ phát triển sản xuất nông lâm nghiệp, thủy sản, xây dựng nông thôn mới, nhất là đối với các vùng còn gặp nhiều khó khăn. Yên Bái đã vận dụng linh hoạt các chính sách này và có nhiều cách làm sáng tạo để giúp đỡ các hộ nông dân, trong đó có đồng bào dân tộc thiểu số, tiếp cận nhanh với các chính sách hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh, đẩy mạnh tổ chức liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị với phương châm giảm chi phí, chế biến tinh, tăng chất lượng, tạo ra nhiều sản phẩm có giá trị, góp phần nâng cao thu nhập, nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân. Trước đó, đoàn công tác đã đến thăm hợp tác xã Hoa hồng Nậm Khắt tại xã Nậm Khắt và thăm mô hình du lịch nông thôn Homestay Hello Mù Căng Chải tại xã La Bán Tẩn, huyện Mù Căng Chải. Sáng ngày 21 tháng 8, chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc về nâng cao công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, chủ động thích ứng linh hoạt, góp phần phục hồi nhanh, phát triển bền vững. Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn thấu hiểu, chia sẻ những vất vả hy sinh mất mát, luôn trân trọng tri ân và không bao giờ quên sự cống hiến thầm lặng hết mình, không mệt mỏi của đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế trong hơn 2 năm qua, góp phần quan trọng cùng cả nước kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, kinh tế xã hội phục hồi, khởi sắc trên hầu hết các lĩnh vực. Tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Yên Bái có đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Trong những năm qua, công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân đã đạt được nhiều kết quả cơ bản, đặc biệt đã triển khai hiệu quả các biện pháp để kiểm soát tốt dịch COVID-19 trên toàn quốc. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế tăng từ 81,7% năm 2016 lên 91% năm 2021. Việt Nam được cộng đồng quốc tế đánh giá là điểm sáng trong việc thực hiện mục tiêu phát triển thiên niên kỷ lĩnh vực y tế. Chỉ số bao phủ dịch vụ y tế Việt Nam cao hơn so với mức trung bình tại khu vực Đông Nam Á. Sản xuất vaccine trong nước bảo đảm 11 trên 12 loại vaccine tiêm chủng, đồng thời là quốc gia có số liều vaccine phòng COVID-19 sử dụng và tỷ lệ bao phủ cao trên thế giới. Bên cạnh những kết quả đạt được, các đại biểu dự hội nghị cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế ảnh hưởng đến công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, như tình trạng nghỉ việc, bỏ việc của nhân viên y tế tại các cơ sở y tế khu vực công lập, tình trạng thiếu thuốc vật tư, thiết bị y tế cục bộ tại nhiều cơ sở y tế trên toàn quốc.
chế độ, chính sách đãi ngộ, thu hút nguồn nhân lực ngành y tế chưa đáp ứng nhu cầu tiến độ tiêm vaccine phòng COVID-19 ở một số địa phương thấp, tình trạng bệnh nhân quá tải vẫn chưa được giải quyết triệt để ở các bệnh viện tuyến cuối, tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh tiếp tục gia tăng. Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ghi nhận, biết ơn những đóng góp hy sinh thầm lặng của đội ngũ y bác sĩ trong công tác bảo vệ chăm sóc sức khỏe cho nhân dân trong suốt thời gian qua. Thủ tướng Chính phủ đề nghị ngành y tế cần tiếp tục có sự đổi mới mạnh mẽ theo hướng thực chất, hiệu quả và bền vững, nêu cao tinh thần y đức, làm giàu y lý, y thuật, đoàn kết, chung sức đồng lòng vì sức khỏe, sinh mệnh của nhân dân. Thủ tướng đề nghị ngành y tế cùng các địa phương tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, bám sát tình hình dịch bệnh COVID-19 để chủ động phòng chống hiệu quả, không để dịch bệnh bùng phát trở lại, đẩy mạnh tiêm vaccine phòng COVID-19 một cách an toàn, khoa học, hiệu quả, tập trung cho công tác quy hoạch mạng lưới y tế và giải ngân đầu tư công để tạo điều kiện phát triển kinh tế xã hội. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Y tế tập trung kiện toàn bộ máy, khẩn trương rà soát, hoàn thiện chính sách về y tế cả trước mắt và lâu dài, tăng cường công tác phân cấp, phân quyền và phân bổ nguồn lực gắn với tăng cường kiểm tra giám sát, nghiên cứu giao một số bệnh viện thuộc Bộ Y tế cho các địa phương quản lý, sớm nghiên cứu đề xuất các chính sách hỗ trợ cho cán bộ nhân viên y tế. Hoàn thiện phương án tính đúng tính đủ giá dịch vụ y tế, rà soát các quy định về phát triển y tế công tư, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế. Cán bộ ngành và địa phương cần chung tay cùng với Bộ Y tế tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để nâng cao hiệu quả công tác chăm sóc bảo vệ sức khỏe cho nhân dân. Thời gian qua, một số tổ chức cá nhân trên địa bàn huyện Yên Bình đã tự ý xây dựng các công trình trái phép trên diện tích đất nông nghiệp ngoài đảo Hồ Thác Bà. Trước thực trạng trên, huyện đã thành lập đoàn thanh tra toàn diện việc chấp hành pháp luật về lĩnh vực đất đai, xây dựng khoáng sản và bảo vệ môi trường đối với các xã Đại Đồng, Phú Thịnh, Thịnh Hưng và thị trấn Yên Bình. Qua thanh tra, huyện Yên Bình đã kịp thời chỉ đạo các địa phương phối hợp với các cơ quan chức năng của huyện tiếp tục tăng cường đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động để nâng cao nhận thức cho nhân dân trong việc sử dụng đất đai đúng mục đích, xây dựng các công trình đảm bảo đúng quy định của pháp luật, từ đó cam kết tự nguyện, tự giác khắc phục vi phạm. Để các kết luận sau thanh tra được triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt và hiệu quả, huyện Yên Bình tiếp tục thành lập đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm tra tiến độ khắc phục hậu quả vi phạm của các tổ chức cá nhân trên đảo Hồ mà đoàn thanh tra đã chỉ ra. Qua kiểm tra, 5 trường hợp vi phạm việc xây dựng nhà trái phép thuộc địa phận xã Đại Đồng đều đã tự nguyện tự giác tháo dỡ, đồng thời ký cam kết không tái phạm. Bên cạnh đó, nhằm nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý đất đai, xây dựng khoáng sản trên địa bàn, Ban Thường vụ huyện ủy Yên Bình đã chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, đơn vị, địa phương tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, đồng thời tăng cường công tác quản lý đất đai, xây dựng đảm bảo chặt chẽ, bài bản, kỷ luật, kỷ cương trên tinh thần vừa khai thác tối đa tiềm năng lợi thế về đất đai, khoáng sản, tài nguyên nước, vừa quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội, giao thông đô thị, dịch vụ du lịch phù hợp với mục tiêu định hướng phát triển của tỉnh. Thực hiện kế hoạch số 61 của tỉnh ủy Yên Bái về triển khai thí điểm sử dụng nền tảng số sổ tay đảng viên điện tử tỉnh Yên Bái, đến nay toàn tỉnh đã có 41 tổ chức đảng với 170 chi bộ và trên 4.000 đảng viên tham gia. So với kế hoạch đề ra, số tổ chức cơ sở đảng tham gia nền tảng số sổ tay đảng viên điện tử vượt chỉ tiêu, đạt gần 373%, số chi bộ đạt gần 279% và số đảng viên tham gia đạt trên 200%. 170 trên 170 chi bộ tổ chức sinh hoạt trên nền tảng số sổ tay đảng viên điện tử tỉnh Yên Bái. Việc triển khai ứng dụng nền tảng số sổ tay đảng viên điện tử tỉnh Yên Bái thể hiện quyết tâm của tỉnh trong thực hiện số hóa về nghiệp vụ công tác đảng, đẩy mạnh các ứng dụng nền tảng phần mềm và công tác chuyển đổi số của các cấp ủy tổ chức đảng đảng viên. Đồng thời đổi mới nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ, nâng cao sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên trên địa bàn. Hiện việc triển khai sổ tay đảng viên điện tử còn gặp nhiều khó khăn, nhưng với quyết tâm cao của các chi đảng bộ cơ sở, của các đảng viên, những hạn chế đang dần được khắc phục và phát huy hiệu quả việc sử dụng sổ tay đảng viên điện tử trong sinh hoạt đảng. Với mục tiêu triển khai quyết liệt hiệu quả các giải pháp tăng thu ngân sách, tỉnh Yên Bái phấn đấu 8 tháng năm 2022, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh đạt trên 2.900 tỷ đồng. 7 tháng năm 2022, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh đạt trên 2.260 tỷ đồng, bằng 49,3% dự toán, tăng 24,3% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó thu cân đối đạt trên 1.300 tỷ đồng, thu sổ số kiến thiết đạt 29,8 tỷ đồng, thu tiền sử dụng đất đạt trên 653 tỷ đồng, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 173,4 tỷ đồng, thu tiền thuê đất một lần đạt 37 tỷ đồng. Từ nay tới hết năm, tỉnh Yên Bái sẽ thực hiện quyết liệt hiệu quả các giải pháp tăng thu ngân sách, cơ cấu lại các khoản thu, mở rộng cơ sở thu, khai thác các dư địa thu, nuôi dưỡng phát triển nguồn thu bền vững, triển khai quyết liệt công tác chống thất thu thuế, chuyển giá, trốn thuế,
đồng thời chỉ đạo các sở, ngành chức năng phối hợp chặt chẽ với các huyện, thị xã, thành phố để triển khai hiệu quả nhanh chóng các dự án phát triển quỹ đất. Thưa quý vị và các bạn, từ đầu năm 2021 đến tháng 6 năm 2022, có khoảng 9.500 nhân viên y tế xin thôi việc hoặc bỏ việc. Một trong các nguyên nhân của thực trạng trên được Bộ Y tế xác định là do chế độ chính sách đãi ngộ thu hút nguồn nhân lực ngành y tế chưa bảo đảm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của phần lớn cán bộ nhân viên y tế. Để khắc phục tình trạng viên chức y tế nghỉ việc, quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đề xuất với chính phủ có chính sách quy định hỗ trợ tiền đóng học phí cho học viên, sinh viên các ngành thuộc lĩnh vực sức khỏe, đặc biệt các ngành chuyên ngành khó tuyển, các ngành phục vụ cho hệ thống y tế dự phòng, y tế cơ sở. Công nhận liệt sĩ đối với cán bộ nhân viên y tế hy sinh do mắc COVID-19 trong khi thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch. Tăng phụ cấp ưu đãi nghề đối với cán bộ y tế dự phòng và y tế cơ sở lên 100%. Sớm xem xét và ban hành nghị quyết về giải quyết chính sách hỗ trợ cho nhân viên y tế thôn bản, thực hiện phụ cấp theo nghề mức cao nhất đối với nhân viên ngành y tế. Chức danh bác sĩ y học dự phòng, dược sĩ sau khi tuyển dụng được xếp lương bậc 2 đối với tất cả các hạng chức danh. Theo thống kê của Bộ Nội vụ, hết năm 2021, lần đầu tiên biên chế công chức giảm trên 10%, biên chế sự nghiệp giảm gần 12%, góp phần giảm chi ngân sách nhà nước khoảng 25.000 tỷ đồng trong giai đoạn 2017-2021. Tuy nhiên, kết quả đạt được đó vẫn là khá khiêm tốn. Việc thực hiện ở không ít bộ ngành địa phương, đơn vị vẫn còn mang tính cơ học. Giảm cơ học có thể hiểu là chủ yếu mới tinh giản những người đến tuổi nghỉ hưu và xin về hưu trước tuổi, chưa tinh giản được những người cần đưa ra khỏi bộ máy. Theo Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà, vừa tinh giản biên chế vừa cơ cấu lại đội ngũ nhưng phải đảm bảo công việc thường xuyên cũng như tiếp tục nâng cao chất lượng công chức viên chức theo vị trí việc làm với hệ thống tiêu chuẩn đồng bộ đang là thách thức rất lớn. Lần đầu tiên khi tiến hành tinh giản biên chế bộ máy không bị phình ra nhưng vẫn còn nhiều điều chưa thể hài lòng, đó là việc xây dựng danh mục vị trí việc làm, bản mô tả, khung năng lực, vị trí việc làm của công chức viên chức vẫn còn rất chậm, kỷ cương kỷ luật của một số địa phương đơn vị về quản lý công chức viên chức còn chưa tốt. Đến nay cả hệ thống chính trị đã giảm 262.000 biên chế, tương đương hơn 20% so với năm 2015. Bộ Giáo dục và Đào tạo mới đây thông tin về việc lùi lịch thanh toán trực tuyến lệ phí đăng ký xét tuyển đại học năm 2022 do sự cố kết nối của nền tảng thanh toán trực tuyến. Cụ thể, Bộ Giáo dục Đào tạo thông báo lùi lịch thí sinh thực hiện thanh toán trực tuyến trên hệ thống tuyển sinh 3 ngày so với kế hoạch ban đầu. Lịch mở chức năng thanh toán theo các tỉnh thành sẽ điều chỉnh như sau. Từ ngày 24 tháng 8 năm 2022 đến 17 giờ ngày 29 tháng 8 năm 2022, thành phố Hà Nội, Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Cạn, Tuyên Quang, Lào Cai, Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Yên Bái, Hòa Bình, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Bắc Giang, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hải Dương, thành phố Hải Phòng. Từ ngày 25 tháng 8 năm 2022 đến 17 giờ ngày 30 tháng 8 năm 2022, Hưng Yên, Thái Bình, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, thành phố Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Kon Tum. Từ ngày 26 tháng 8 2022 đến 17 giờ ngày 31 tháng 8 năm 2022, dành cho các thí sinh thuộc các tỉnh thành phố còn lại. Từ ngày 19 đến ngày 21 tháng 8, tỉnh Phú Thọ tổ chức lễ phát động toàn dân tập luyện môn bơi, phòng chống đuối nước và khai mạc giải bơi điền kinh học sinh phổ thông tỉnh Phú Thọ năm 2022. Đây là hoạt động được Phú Thọ tổ chức hàng năm nhằm nâng cao nhận thức, kiến thức, kỹ năng bơi và phòng chống đuối nước cho trẻ em, gia đình, trường học, cộng đồng và xã hội. Đồng thời phát huy vai trò trách nhiệm của các cấp các ngành, đoàn thể và toàn xã hội trong việc đẩy mạnh phong trào dạy bơi, học bơi, phòng chống đuối nước, huy động nguồn lực hỗ trợ cho công tác phòng chống đuối nước, qua đó góp phần đảm bảo an toàn tính mạng, nâng cao sức khỏe, thể lực, tầm vóc cho trẻ em. Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, nuôi ốc nhồi đang trở thành hướng đi mới trong phát triển kinh tế của nhiều nông dân trên địa bàn tỉnh. Với giá bán trung bình từ 80 đến 100 ngàn đồng mỗi kg, nhiều hộ gia đình đã có nguồn thu nhập mỗi năm hàng trăm triệu đồng. Với hiệu quả mang lại, nhiều nơi người dân đã mạnh dạn liên kết với nhau, thành lập các hợp tác xã, tổ hợp tác nuôi ốc để cùng học hỏi kỹ thuật và tìm đầu ra ổn định cho sản phẩm. Nhận thấy trồng lúa không mang lại hiệu quả cao lại mất nhiều công sức, 21 hộ dân ở thôn Tân Bình, xã Tân Hương, huyện Yên Bình đã liên kết với nhau thành lập hợp tác xã và chuyển đổi toàn bộ diện tích sang nuôi ốc nhồi. Hoạt động kinh tế tập thể theo hướng này đã giúp người dân thôn Tân Bình cùng nhau trao đổi kỹ thuật, phương pháp nuôi ốc đạt hiệu quả cao nhất. Cũng tất cả là vì cuộc sống thôi. Chúng tôi là cũng chuyển đổi là từ cái cây lúa này
sang cái ao hồ để nuôi cái hải sản này. Thì thực ra cái mức thu hoạch của nó không được cao ấy, thế không đáp ứng được. Nhưng tôi cũng học hỏi với anh em bạn bè các nơi, thế tôi chuyển sang cái nước này. Với gần 2 hecta, tính trung bình mỗi vụ, một thành viên của hợp tác xã nuôi ốc của thôn Tân Bình, xã Tân Hương cũng nuôi và bán ra thị trường được khoảng 3 tấn ốc, thu về khoảng 200 triệu đồng. Trừ mọi chi phí, các hộ lãi khoảng 150 triệu đồng. Mức thu này cao gấp nhiều lần so với trồng lúa, nên nuôi ốc nhồi đang trở thành hướng phát triển kinh tế mới của người dân nơi đây. Từ những thành quả ban đầu, các thành viên hợp tác xã đang dự kiến từng bước mở rộng quy mô sản xuất, cung cấp ốc nhồi thương phẩm và nguồn giống chất lượng cho thị trường. Mô hình nuôi ốc nhồi thương phẩm không chỉ giúp giải quyết công việc làm mà còn mang lại thu nhập cao cho người dân địa phương. Do vậy, xã Tân Hương, huyện Yên Bình cũng đang khuyến khích nhân rộng mô hình trong thời gian tới. Đối với những mô hình mà đang thực hiện được thì xã cũng đã xây dựng kế hoạch để nhân rộng trong thời gian tới. Thế và trong cái dự kiến nhân rộng của năm 2023 thì các mô hình thì sẽ được nhân rộng lên từ 21 hộ gia đình nuôi ốc thì có thể lên đến 65 hộ. Hiện nay, ốc nhồi đang là một loại thực phẩm được ưa chuộng trên thị trường. Vì vậy, vận động, khuyến khích các hộ thành lập hợp tác xã hay các tổ hợp tác chuyển đổi diện tích ao ruộng kém hiệu quả sang nuôi ốc nhồi là hướng đi hoàn toàn phù hợp, góp phần giúp người dân nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, để thực hiện tốt vai trò đại diện cho ý chí nguyện vọng của nhân dân, một trong những hoạt động được Hội đồng Nhân dân chú trọng đó là giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri, qua đó góp phần nâng cao trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước trong việc thực hiện chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, đồng thời tạo được niềm tin của nhân dân đối với người đại biểu dân cử, phản ánh của phóng viên chuyên mục tại huyện Mù Căng Chải. Tuyến đường từ trung tâm xã Pung Luông đến bản Nà Háng Tùa Chử sang xã Dĩ Sù Phình, huyện Mù Căng Chải dài gần 5 km với khoảng 140 hộ dân sinh sống. Trước đây chưa được đổ bê tông nên thường lầy lội và khó đi mỗi khi trời mưa, đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc đi lại của người dân trong thôn. Hơn nữa, bản lại có điểm du lịch rừng trúc nên giao thông không thuận tiện sẽ là rào cản đối với phát triển du lịch của xã. Trước thực trạng này, cử tri và người dân trong bản đã kiến nghị lên Hội đồng Nhân dân huyện để địa phương giải quyết. Tiếp thu các ý kiến kiến nghị, Hội đồng Nhân dân huyện Mù Căng Chải đã tổng hợp và gửi tới kỳ họp. Nhờ đó vấn đề đã nhanh chóng được giải quyết. Cuối năm 2021, 700 mét đường cuối cùng từ bản Nà Háng Tùa Chử, xã Pung Luông đi bản Trống Xua, xã Dĩ Sù Phình đã hoàn thành, trong đó nhà nước hỗ trợ 70%, còn lại người dân trong thôn đóng góp. Có đường bê tông đi lại thuận tiện, người dân rất phấn khởi và yên tâm phát triển sản xuất, quảng bá du lịch địa phương. Đường giao thông trước đây thì toàn là đường đất và việc đi lại của bà con thì cũng rất là gặp nhiều khó khăn. Thì đến hiện tại bây giờ thì được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước thì đến nay thì nói chung là đường chính vào bản thì bây giờ cũng đã được xã hội hóa hoàn toàn bê tông. Bà con đi lại cũng thuận tiện hơn trước đây nhiều. Bà con đi chợ này, đi sản xuất cũng thuận tiện hơn rất là nhiều. Bây giờ thì cũng làm được một cái đường bê tông này thì cũng tạo một cái thuận lợi rất là thuận lợi cho khách du lịch đến với bản để vào chơi. Cùng với kiến nghị về đường giao thông nông thôn, cử tri và nhân dân xã Pung Luông còn kiến nghị giải quyết vấn đề về an ninh trật tự, trộm cắp vặt tại bản Ngã Ba Kim. Tất cả các kiến nghị của cử tri đã được Hội đồng Nhân dân xã Pung Luông tổng hợp và trình lên cấp có thẩm quyền, hầu hết đã được giải quyết kịp thời. Chúng tôi cũng có tiếp thu những cái ý kiến của người dân, trên cơ sở đó thì những cái nhiệm vụ mà liên quan đến cấp ủy chính quyền địa phương thì chúng tôi triển khai thực hiện ngay để đảm bảo theo những cái đề xuất kiến nghị chính đáng của người dân. Còn những cái nội dung mà vượt thẩm quyền thì chúng tôi cũng có tổng hợp và đề xuất với cấp huyện cũng như là đề xuất với tỉnh để giải quyết, đáp ứng những cái nhu cầu rồi là những cái đề xuất kiến nghị chính đáng của cử tri trên địa bàn xã Pung Luông. Phát huy vai trò là cầu nối giữa cử tri với cơ quan nhà nước, thời gian qua, thông qua tiếp xúc cử tri, Hội đồng Nhân dân huyện Mù Căng Chải đã kịp thời tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri về lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, giao thông nông thôn, thủy lợi, phát triển du lịch, xây dựng cơ sở hạ tầng, điện, nước sinh hoạt, môi trường.
Ngoài các ý kiến đã được giải trình tại các hội nghị tiếp xúc cử tri, nhiều kiến nghị đã được các tổ của Hội đồng Nhân dân huyện Mù Căng Chải tổng hợp gửi Ủy ban Nhân dân huyện để chỉ đạo các cơ quan đơn vị liên quan xem xét giải quyết thỏa đáng cho nhân dân. Hội đồng Nhân dân huyện chúng tôi là chúng chuẩn bị tốt cái nội dung để tiếp xúc gặp gỡ các vị cử tri trước và sau kỳ họp. Thì qua các ý kiến kiến nghị của cử tri thì Hội đồng Nhân dân huyện chúng tôi cũng đã tổng hợp và báo cáo trình kỳ họp, các kỳ họp trong năm. Thế thì qua các cái kỳ họp thì Hội đồng Nhân dân cũng đã quan tâm chuyển các cái nội dung, các ý kiến, kiến nghị của cử tri đến Ủy ban nhân huyện để xem xét giải quyết theo lộ trình. Các kiến nghị của cử tri được giải quyết kịp thời đã tạo thêm niềm tin cho nhân dân với Đảng, Nhà nước và người đại biểu dân cử, qua đó góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương phát triển. Thưa quý vị và các bạn, từ đầu nhiệm kỳ 2021-2026 đến nay, qua tiếp xúc cử tri, các đại biểu và tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện Mù Căng Chải đã tiếp thu 272 ý kiến kiến nghị của cử tri. Đã có 102 ý kiến kiến nghị được giải đáp thỏa đáng, còn 48 ý kiến kiến nghị đang được Ủy ban Nhân dân huyện và các cơ quan đơn vị liên quan xử lý theo đúng quy định. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đã có cuộc trao đổi với ông Đặng Tiến Quân, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Mù Căng Chải. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa ông, thời gian qua thì cử tri trên địa bàn huyện Mù Căng Chải đã kiến nghị rất nhiều ý kiến ở nhiều lĩnh vực khác nhau, trong đó đã tập trung vào những nội dung gì thưa ông? Ở đây thì đặc biệt là cử tri rất là quan tâm trên lĩnh vực về phát triển đường giao thông nông thôn. Nó là một cái nhu cầu thiết yếu của nhân dân. Thì đây là một cái là cử tri hết sức quan tâm. Cái thứ hai nữa là về vấn đề điện, thắp sáng. Thế rồi là đầu tư mương thủy lợi của nhân dân để sản xuất. Thế và cái vấn đề nữa là cử tri hết sức quan tâm đến cái việc mà cái chất lượng giảng dạy học tập cũng như là cái chăm lo cho của học sinh và giáo viên cũng như cơ sở vật chất của các nhà trường đào tạo. Các cái ý kiến của chị cũng hết sức kiến nghị là hết sức là chính đáng. Đấy, rất chính đáng thì cái việc đó thì cũng được đại biểu tiếp thu và Hội đồng Nhân dân huyện cũng trình kỳ họp. Thế và trả lời các ý kiến cử tri cũng như là giao cho các cơ quan có thẩm quyền và Ủy ban Nhân dân sẽ trả lời các ý kiến của cử tri. Hội đồng Nhân dân huyện Mù Căng Chải khóa 21, nhiệm kỳ 2021-2026 thì đã trải qua 5 kỳ họp, trong đó đã kiện toàn bộ máy và thông qua một số nghị quyết quan trọng. Xin ông có thể cho biết rõ hơn về những nghị quyết này ạ. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay thì Hội đồng Nhân dân huyện cũng đã tổ chức 5 kỳ họp thường kỳ. Thế và 5 kỳ họp này thì cũng đã ban hành 51 cái nghị quyết. Ở đây thì cái nghị quyết thứ nhất là thông qua cái đề án đẩy mạnh cái phát triển thương mại du lịch và dịch vụ ở Mù Căng Chải giai đoạn 2021 và 2025. Thế và cái nghị quyết thông qua đề án phát triển du lịch, phát triển vùng dược liệu và của Mù Căng Chải giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030. Thế và cái nghị quyết thứ ba là nghị quyết về thông qua đề án phát triển cây ăn quả huyện Mù Căng Chải giai đoạn 2021 và 2025. Và nghị quyết thứ tư là thông qua cái quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và định hướng đến 2050 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021. Và cái nghị quyết gần đây nhất đó là nghị quyết về thông qua đề án hoàn thiện hệ thống nhà văn hóa và sân chơi bãi tập và trên địa bàn huyện Mù Căng Chải giai đoạn 2021-2025. Thế và một cái nghị quyết nữa thông qua cái đề án chuyển đổi số trên địa bàn huyện Mù Căng Chải giai đoạn 2022-2025 và định hướng đến 2020. Thì đấy là các cái nghị quyết mà trong 51 nghị quyết thì có 6 nghị quyết mà chúng đề đưa ra để thực hiện. Trong thời gian tới thì Hội đồng Nhân dân huyện Mù Căng Chải sẽ tập trung vào những cái giải pháp gì để nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động ạ? Thực hiện cái chỉ thị 19 của tỉnh ủy về nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân các cấp của tỉnh Yên Bái. Thì về phía huyện Mù Căng Chải thì cũng đã xây dựng kế hoạch. Thế và đặc biệt là huyện ủy cũng đã xây dựng kế hoạch để thực hiện cái chỉ thị của tỉnh. Thế và hội đồng thì cũng xây dựng kế hoạch để chi tiết thực hiện cụ thể hóa từng năm để thực hiện cái chỉ thị này. Kể cả trước nhất để nâng cao cái chất lượng hoạt động của cái này thì tiếp tục chúng tôi phải quán triệt thực hiện tốt cái chỉ thị đó của tỉnh ủy. Tiếp tục cái tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng,
đối với cái hoạt động của Hội đồng Nhân dân và thực hiện tốt cái việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật để cho người dân cũng như cán bộ đảng viên cũng thấy được cái vị trí vai trò hoạt động của Hội đồng Nhân dân thế và của đại biểu Hội đồng Nhân dân. Thế và cái thứ hai đó là đẩy mạnh công tác phối hợp giữa Hội đồng Nhân dân huyện với Tổ đại biểu Hội đồng Dân tỉnh, thế rồi với Mặt trận Tổ quốc và các cái tổ chức chính trị xã hội, đẩy mạnh trong cái việc thực hiện đảm bảo cái mối quan hệ phối hợp càng chặt chẽ và đồng bộ với các cái tổ chức này để nâng cao cái chất lượng hiệu quả hoạt động của Thường trực Hội đồng Nhân dân, các ban Hội đồng Nhân dân và Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân. Cảm ơn ông đã nhận lời tham gia cuộc trao đổi với phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái ạ. Cảm ơn.